Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Công Vlog Bio của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một món ăn, đó chính là gạo muối hoa tiêu với một cái công thức rất là đơn giản nha các bạn. Và cái công thức đơn giản đó chính là gói gia vị gạo muối hoa tiêu. Đây là ăn các bạn, đó mình đã mua sẵn và mình sẽ mở ra xem cho các bạn là bên trong gói gia vị này là có gì nha. Ở đây là cái gói gia vị là gồm có là một cái bịch, đây một cái bịch gia vị nè các bạn. Đó, ngoài ra thì trong cái gói gia vị này là có một chai nước chấm chua ngọt nha. Đây, và một điều mà mình muốn nói cho các bạn biết đó chính là ở ngoài thị trường đó có bán rất là nhiều loại gạo muối được làm sẵn. Tuy nhiên thì là các bạn thấy đó, ở trên thời sự cũng như ở trên báo chí hay là tin tức online hiện tại thì không có biết xuất xứ rõ cái nguồn gốc của những cái con gà ủ muối đó ra sao. Cho nên chính vì thế ngày hôm nay là mình tự làm, tự chế biến và làm ăn cho nó sạch sẽ và cũng như là an toàn vệ sinh thực phẩm nha các bạn. Thì trước mắt là muốn làm gạo muối hoa tiêu thì các bạn là phải có một con gà. Đây là con gà mình đã mua rồi. Thì con gà này là gà mái nha các bạn. Và phải là gà mái da dày và đẻ bằng da mày. Chờ bạn nói đẻ khoảng 3-4 lứa thì mình mua cái con gà này. Ngoài ra thì mình có sả, gừng và lá chanh nha. Cái công thức đó, thì ở đây là trong đây nó có hướng dẫn cái công thức luôn cho các bạn. Rất là đơn giản và dễ làm thôi. Thì trước hết đó, là các bạn chuẩn bị một cái nồi nước nè. Đây là nồi nước. Nồi nước này là nồi nước 5 lít nha các bạn. Các bạn bỏ vào khoảng 5 lít nước, từ 4,5 hay là đến 5 lít nước đều được nha các bạn. Và các bạn bỏ cái gói gia vị nào này vào. Thì cái gói gia vị này á là các bạn có thể nấu được từ 3 đến 4 con gà hoặc là 2 con gà to nha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ bỏ cái gói gia vị này vào nha. Sau đó là mình sẽ khuấy cho nó thật là đều nha các bạn. Khuấy cho nó hết những cái gia vị ở trong đây ra luôn nè. Rất là thơm. Thì mình thấy trong gói gia vị này á, là mình thấy có tiêu, ớt khô, lá chanh, chắc là một ít hạt nêm này nọ, đường, muối, hạt tiêu, quế cây, ớt khô, bột nghệ, nguyệt quế, lá nguyệt quế, vân vân nha. Mình thấy trong cái gói gia vị này nó khá là nhiều, rất là tiện lợi luôn các bạn à. Các bạn có thể đặt mua trên Shopee hoặc là trên vô trang những cái trang Facebook đó, là sẽ có nhiều người bán cái gói gia vị này làm sẵn nha. Rất là đỡ cực cho mình khi mình về, mình khỏi cần pha gia vị và mình làm gạo ủ muối nha. Ở đây nó pha sẵn cho mình chỉ pha hòa tan với nước thôi. Đây, mình khuấy cho nó thật là đều nha các bạn. Cái nước này là các bạn, thì ngoài làm gạo muối thì các bạn có thể ngâm với tay heo chân giò thì là vẫn được nha các bạn, như là chân giò ủ muối, tay heo ủ muối nha. Đó, và mình đã hòa tan xong cái nước này thì bây giờ là mình sẽ cho gà vào nha các bạn. Đây là con gà rất to của mình đó, mình sẽ cho vào đây nha. Mình sợ tràn quá các bạn ơi. Cái nồi này của mình là hơi nhỏ nha. Mình đã đổi lại cái nồi lớn hơn nha các bạn. Tại vì cái nồi kia là không có đủ chỗ cho con gà này nha. Vì con gà này của mình nó mua khá là to luôn các bạn nha. Đó. Các bạn có thấy không? Đây nè. Đó. Và mình sẽ bỏ vào đây gừng nha các bạn. Và mình sẽ bỏ vào đây là gồm bao gồm có gừng nè. Mình sẽ bỏ vào. Đó, và mình sẽ bỏ sả đã được đập sẵn nha, bỏ vào đây. Đó, và bỏ vào một ít lá chanh, còn bao nhiêu chừa lại thì mình sẽ pha chung với cái nước mắm chua mặn ngọt này nha. Đây, mình sẽ quay cho các bạn coi. Đó, đây là sả, gừng, lá chanh, mình bỏ vào thêm cho nó ngon. Đó, và cái thời gian mà cái công đoạn, cái thời gian mà mình ủ với cái nước này á, là từ 3 cho đến khoảng 6 tiếng nha các bạn. Thì các bạn đậy nắp và ủ như vậy, lâu lâu thì các bạn lấy ra, các bạn có thể trở con gà lại cho nó đều nha. Tuy nhiên là các bạn phải ủ từ 3 đến 6 tiếng thì gà nó sẽ ngon hơn. Gà càng ủ lâu á, thì là
Nó sẽ càng thấm gia vị và rất là ngon luôn nha các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ ủ gà từ 3 đến 6 tiếng nha các bạn. Và bây giờ thì các bạn sẽ đợi mình nhé. Đây. Mình đã trở lại với các bạn rồi đây. Đây là sau gần 6 tiếng đồng hồ mình đã ngâm gà trong cái gói gia vị gà ủ muối nha các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nấu nấu lên nha. Đây, đây con gà đã ngâm cái gói gia vị này trong gần 6 tiếng nè. Nó khá là lâu luôn nha các bạn. Và da của nó là đã vàng rồi nè nha các bạn. Đó, thì cái thời gian mà mình tiếp tục nấu á, là khoảng từ 15 đến 30 phút tính từ lúc sôi và tùy theo cái cân nặng của cái con gà này nha các bạn. Nếu mà các bạn cái con gà nào mà nó dạ mà các bạn luộc trong thời gian quá ngắn á, thì là ăn nó rất là bị dai nha. Còn ngoài ra thì các bạn phải canh cho làm sao cho nó hợp lý thì gà của mình nó sẽ rất là ngon. Thì bây giờ nước nó chưa sôi cho nên là mình chưa có canh nha. Để khoảng 50 phút nữa thì mình bắt đầu canh, chắc khoảng 30 phút nữa thì mình sẽ vớt gà ra. Và trong cái thời gian này á thì là bật lửa, các bạn bật lửa riu riu thôi. Và nếu có bọt á thì các bạn phải hớt ra nha, nhưng mà tuyệt đối là không được đậy nắp nha các bạn. Đây, đây là thành phẩm bây giờ mình đang nấu nha các bạn. Bây giờ là nước đã sôi rồi nha các bạn. Thì mình sẽ bắt đầu là hớt bọt ra nha, và mình hạ lửa để riu riu. Thì mình sẽ để trong vòng khoảng 25 đến 30 phút đi. Thì bây giờ là mình sẽ hớt những cái bọt ở đây nè. Cái mùi hương của nó y hệt cái mùi cà ri luôn các bạn à, rất là thơm luôn nha. Mình hớt bỏ những cái bọt này đi nha. Làm món nào cũng vậy thì chúng ta là nên hớt những cái bọt này bỏ đi nha. Nó sôi lên rồi đó các bạn. Thì bây giờ là mình để khoảng 25 đến 30 phút nữa là ok nha. Mình sẽ hớt những cái bọt này đi, hớt hết luôn. Wow, thơm lắm các bạn ơi. Nó sôi rất là dữ lắm rồi. Thì bây giờ là mình sẽ tắt lửa nha các bạn. Mình sẽ tắt lửa và tiếp tục các bạn sẽ đậy nắp và ủ tiếp cho mình là trong vòng khoảng 30 phút nữa nha các bạn. Đó, bây giờ là mình sẽ đậy nắp và mình tiếp tục ủ cho đến 30 phút rồi mình mới vớt gà ra nha. Đó, mình sẽ đậy nắp nha. Và sau khi là mình ủ gà trong 30 phút thì bây giờ đó các bạn thấy chưa? Bây giờ là mình sẽ vớt gà ra và để thật là ráo nước và để cho nguội. Các bạn muốn gà nó vàng hơn á thì các bạn giã nát một miếng nghệ tươi rồi vắt lấy nước trộn với mỡ gà quét lên lớp mỏng da gà thì các bạn sẽ thấy là da gà vàng hơn. Tuy nhiên á là mình để mình ăn cho nên là mình không có làm cái bước đó nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt gà ra và để cho nó nguội và bắt đầu mình sẽ thưởng thức gà ủ muối nha các bạn. Hi, chào tất cả các bạn, mình đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Thì trong vòng khoảng từ 6 đến 7 tiếng thì mình đã hoàn thành xong món gà ủ muối nha các bạn. Wow, đó là nguyên một buổi chiều của mình. Và các bạn biết đó, nếu mà gà ủ muối á các bạn để ở ngăn mát trong vòng 6 tiếng á thì sẽ ăn giòn và ngon hơn. Thì các bạn để ngăn mát á mà hút chân không thì các bạn bảo quản được ăn được 4 5 ngày nha. Còn để ngăn đông á thì các bạn ăn được trong vòng 1 tháng nha các bạn. Đó. Và bây giờ là mình sẽ thưởng thức gà ủ muối cho các bạn nha. Và đây, trong cái hồi nãy mình có giới thiệu là trong cái thành phần mà cái bịch gia vị á là nó có cái chai nước mắm luôn nè các bạn, cho nên là mình sẽ không có cần làm nước mắm nha. Và mình sẽ đổ vào đây đó, các bạn có thấy không? Wow, mình sẽ để ở phía bên đây cho các bạn dễ nhìn thấy hơn ha. Đây, thơm lắm luôn đó các bạn nè. Và bây giờ là mình sẽ ăn cái thành phẩm của mình nha. Tay thì mình đã rửa sạch rồi nha các bạn, nên các bạn yên tâm về cái điều đó. Wow. Các bạn chấm một ít nước chấm nè, các bạn thấy không? Ở bên nè nó có hồng hồng đỏ đỏ nè.
thực sự rất là ngon luôn nha các bạn. Đầu tiên là cho mình nói về cái nước chấm đi. Nước chấm này là không quá mặn, nó có vị ngọt, vị chua, hơi cay nhẹ. Cho nên là dành cho những người mà không ăn cay được đó, thì các bạn có thể tự làm nước chấm riêng nha. Nó có cái mùi thơm của ớt khô nữa các bạn ạ. À, nó rất là kẹo luôn. Còn về phần thịt gà, đúng là cái gói gia vị này rất là tiện lợi luôn. Nêm nếm vừa ăn thơm mùi của tiêu, quế và nghệ nha. Nên là khi các bạn ăn vào á, là y bon ngoài tiệm bán luôn, chứ không có khác cái gì hết trơn đó các bạn. Tuy nhiên á, làm cái thời gian á, thì nó hơi lâu một tí, nhưng mà rất là đảm bảo vệ sinh an toàn luôn nha. Còn bây giờ là các bạn thấy đó, gà ủ muối này nọ ngoài thị trường á, một con mấy chục ngàn, một con trăm rưỡi, trăm mấy, 200, nhiều loại giá, nhưng mà mình đâu có biết nguồn gốc xuất xứ nó ra sao đâu. Nó không có an toàn các bạn ạ. Ăn kèm với rau nha, rất là ngon luôn. Chỉ dành khoảng 6-7 tiếng thôi là các bạn sẽ ra một cái chiến lợi phẩm rất là ok, mà rất là sạch sẽ, an toàn vệ sinh nữa. Mình ăn mình không có bị nhát miệng nha các bạn. Chứ thường gà ủ muối mà ăn ở ngoài á, mình kiểu mình ăn nó không có ngon miệng, cái kiểu nó ứng ớ làm sao, mình không có ngọt rõ được cái nguồn gốc á. Là ngon luôn các bạn ạ. Thơm lắm các bạn. Da này các bạn thấy không? Cái này mà nếu mà bỏ thêm vô tủ lạnh nữa là da ăn rất là giòn luôn nha. Một bịch các bạn có thể làm ra được khoảng 3-4 con tùy theo cái cân nặng của cái con gà đó nha. Rất là tuyệt vời, rất là ngon. Gà bữa nay mình mua cũng ngon lắm. Các bạn mà ăn không hết thì các bạn để ngăn đông ăn được trong vòng 1 tháng luôn nha. Tuyệt vời, không uổng công thì nửa ngày trời mình làm cái món này nha. Ngoài ra các bạn có thấy gì không? Ở phía bên đây là cái mớp chua nè các bạn. Mớp chua này là ở Củ Chi có nha. Thì trong cái clip kế tiếp mình sẽ giới thiệu về cái chỗ làm mớp chua này cho các bạn, một ngày bán được 150 kg của bạn mình nha. Rất rất là ngon và dùng được rất là nhiều món luôn. Đó, bây giờ là mình sẽ trộn đổi mớp chua mình ăn kèm với gà là đúng số nhất luôn. Thì bây giờ là cái video này mình xin kết thúc tại đây nha. Mình sẽ tiếp tục thưởng thức gà. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Các bạn hãy nhớ like, share và đăng ký kênh Công Vlog Video cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau. Xin chào.